Xin chào các bạn, xin chào mọi người. Đáng lẽ tôi làm clip sớm à, nhưng xung quanh hát karaoke ồn quá là không được. Bữa nay ngày 17 ha, ngày 17 tháng 11 2021, tôi tiếp tục nói về cái kinh Vô Lượng Thọ. Thì ngày hôm qua nói rồi ha, nhưng mà nếu như nói ra thì nó dài lắm. Mình nói tóm gọn những cái ẩn ý sâu xa của nó thôi, chứ không có mà đem từng chữ ra mà để nói là rất khó. Mình nói cái ẩn ý thôi, cái bí mật của nó thôi. Thì lần này là tôi nói cái trước tiên là nói cái đại nguyện thứ hai trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh Vô Lượng Thọ này. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới kể lại cái chuyện của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo là phát thệ nguyện trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Cái nguyện thứ nhất là tôi nói ngày hôm qua rồi, có nghĩa là đất nước đó, cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, cái cõi Cực Lạc mà sau này Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo á, Ngài thành Phật á, thì cái cõi nước của Ngài á, sẽ không có ba đường ác, không có ba đường dữ. Tức là chúng sanh ở cái cõi của Ngài chỉ có mà từ Atula người trở lên thôi, chứ không có ba đường dữ. Ba đường dữ là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, không có ba đường dữ. Thì tôi nói ẩn ý đó rồi, có nghĩa là sau này á là Ngài Di Lặc sẽ thành Phật tại thế gian này, mang cái danh hiệu là cái danh hiệu mà Thế Gian Tự Tại Vương Bồ Tát đó, Thế Gian Tự Tại Vương Phật đó. Thì mấy cái chữ đó nó là cái nó tổng hợp lại, khúc triết lại cái nhiệm vụ của Ngài Di Lặc sau này sẽ là một thế gian, là vua của thế gian, là giáo chủ của thế gian này. Và tự tại là thế gian này là thế gian tự tại, sống hạnh phúc sung sướng tự tại, không có bị vướng bận, không có bị lo ngại, tâm nó không có chướng bận bởi cái mấy cái tật xấu, mấy cái tham đắm nữa. Tâm nó vô ngại, lúc đó đã giác ngộ rồi, đã ngộ rồi, cho nên người ta không có tham đắm nữa, cho nên người ta không có làm những điều xấu. Thì cái nghiệp, cái người ta chỉ tạo phước thôi, chứ không tạo nghiệp nữa, cho nên không có được, không có bị đọa xuống ba cái đường dữ kia. Thì tạm thời như vậy ha. Rồi nhắc lại thôi, ý thứ hai là đại nguyện thứ hai là Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo là con nguyện, nói là nguyện thứ hai á, là con nguyện khi con thành Phật thì chúng sanh ở cõi nước của con á, thì thân tướng đẹp đẽ, đầy đủ 32 tướng. Đầy đủ 32 tướng. Tướng tốt á, tướng đẹp á. Thì mọi người biết đây là một ẩn dụ. Ẩn dụ này nói rằng là gì? Thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài A Di Đà đó chẳng qua là một thế giới giả thôi, thế giới tạm chứ không thế giới thiệt, là cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó nha. Rồi rõ ràng nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc là cái thế giới nó giả tạm. Tại sao 32 tướng tốt đó? Chúng ta biết chúng sanh mà có 32 tướng tốt là nó vẫn còn tướng. Tướng tốt, tướng xấu gì nó vẫn còn tướng. Nhưng mà ở trong cái con số 32, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngầm chỉ về, bảo chúng ta phải nhìn vào cái quyển kinh dịch. Quyển kinh dịch thứ 32
là quỷ Lôi Phong Hằng. Cái quỷ Lôi Phong Hằng này nó nói rằng hằng là có nghĩa là hằng sống, thường hằng á, tức là nói về cái quỷ, tức là nói về cái kinh Vô Lượng Thọ này. Vô Lượng Thọ giống như là sống lâu lắc, giống như là mãi mãi vậy. Cái đó là chữ hằng. Hằng, hằng hay thường là nó cứ mãi mãi như vậy thì gọi là hằng. Thì cái quỷ này gọi là Lôi Phong Hằng, thì nó ứng với cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Cái vị quỷ mà với lại cõi Tây Phương Cực Lạc mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu á. Thì Lôi Phong Hằng cũng ứng với lại là Vô Lượng Thọ. Vô lượng là quá trời nhiều luôn ha. Thọ là sống, sống mãi mãi, mãi mãi, giống như mãi mãi vậy á. Rồi trong kinh này nó nói là thọ mạng các vị Bồ Tát ở trong đó. Muốn gọi là gì? Muốn thành thành Phật thì thành, còn không muốn thì quay về lại cứu thế gian thì cứu. Coi như là cái việc thọ mạng nó phụ thuộc vào Bồ Tát, chứ không có phụ thuộc vào ai. Thì chúng ta biết ở đây con số 32 chính là quỷ Lôi Phong Hằng. Nó tương ứng với lại cái nơi hằng sống mà đang giới thiệu ở đây là cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Nó tương ứng như vậy ha. Nhưng mà cái cõi Tây Phương Cực Lạc này á, nó chỉ là một cái cõi tạm mà thôi. Nó không có vĩnh viễn giống như là chúng ta biết đâu, không có. Nó chỉ là cõi tạm. Tại sao như vậy? Ở trong quỷ Lôi Phong Hằng, trong quỷ Lôi Phong Hằng thì nó mang hình tượng của giống như là đạo vợ chồng, của hai vợ chồng keo sơn gắn bó vậy đó. Nhưng mà keo sơn gắn bó cỡ nào đi nữa thì tới già, tới chết thì cũng phải tách lìa ra thôi. Cho nên cái hình tượng đó, ý muốn nói rằng là gì? Thế giới Tây Phương Cực Lạc nó chỉ là một cái cõi tạm để nghỉ ngơi, dừng chân. Dừng chân chánh bến khi chiều nắng nó chưa phai. Vậy ta, ha? Rồi, chúng ta xét ở trong cái quỷ, trong cái đồ hình của cái quỷ. Quỷ số 32 này, Lôi Phong Hằng này, thì chúng ta thấy ở trên là nó quỷ, quỷ chấn. Ở dưới nó là quỷ tốn. Quỷ chấn là trưởng nam, mà quỷ tốn nó là trưởng nữ. Trưởng nữ thì giống như là hai người đã chững chạc rồi, đến với nhau. Vợ chồng đã chững chạc, hai người lớn tuổi đã chững chạc rồi đến với nhau, thì tình cảm nó tìm hiểu nhau kỹ thì nó sẽ keo sơn gắn bó như là mãi mãi vậy. Cái hình tượng nó là như vậy. Nhưng mà ở cái quỷ gọi là quỷ hổ là cái quỷ nằm bên nó lấy mấy vạch bên trong á, nó lấy bốn cái vạch bên trong để nó sắp thành hai cái quỷ mới á. Thì quỷ hổ thì nó có hai cái quỷ bát quái chồng lên nhau nữa. Thì ở trong cái quỷ Lôi Phong Hằng á, nó lại có cái quỷ hổ. Thì có dịp thì tôi nói cho mọi người biết ha. Thì cái quỷ hổ đó nó lại là hai cái quỷ kim. Hai cái quỷ chính á thì nó hành mộc. Quỷ chấn thì thuộc hành mộc, mà quỷ tốn cũng thuộc hành mộc. Nhưng mà cái ở trong kề ở trong cái quỷ quỷ chấn á, cái quỷ trên á, thì nó lại xuất hiện cái quỷ đoài, mà đoài là hành kim, mà kim thì nó lại khắc mộc, ở trên nó tự khắc với nhau. Ở dưới cũng vậy, nó xuất hiện cái quỷ càng, quỷ càng thì khắc quỷ tốn bên ngoài, nó khắc có nghĩa là trong nội tại của nó đang vận động, nó đang kiềm chế, nhưng mà đến một lúc nào đó thì nó cũng phải tan thôi, nó cũng phải tan. Thì ở đây là gì? Nó giống như cái đạo vợ chồng vậy đó. Mặc dù keo sơn gắn bó thì đến một lúc nào đó thì nó cũng phải tan thôi. Nói tóm gọn lại,
cõi Tây Phương Cực Lạc chính là một cõi của tạm, không không phải là cái cõi mãi mãi. Mọi người hiểu vậy ha? Đôi lúc tôi hiểu mà tôi giảng khó quá, nó thiệt á. Có gì mọi người thông cảm ha. Thì tại vì mọi người không có biết bát quái, không biết, cho nên tôi vẽ trên bảng thì mọi người cũng không biết không. Cho nên mọi người cứ lật ra thì tìm cái quẻ lôi phong hằng mà xem ý nghĩa của nó. Nó mang ý nghĩa của đạo vợ chồng keo sơn gắn bó. Nhưng mà vợ chồng thì đến một lúc nào đó thì cũng phải tan vỡ thôi. Yêu nhau đến già đến chết thôi. Cho dù mất đi nữa thì xuống đó cũng là vợ chồng một thời gian thì cũng phải đi đầu thai. Mỗi người mỗi hướng, tan vỡ. Chúng ta cứ tưởng là tình nghĩa vợ chồng nó keo sơn gắn bó, tưởng mãi mãi, thật sự không có gì mà nó mãi mãi cả. Các cõi tịnh độ như Tây Phương Tịnh Độ Đức Phật giới thiệu, hay Đông Phương Tịnh Độ của ông Phật Dược Sư, hay là các cõi Phật của A Bệ Xúc, rồi các cõi Phật phương Nam, phương Trên, phương Dưới, mười phương luôn, toàn là đồ giả không á, giả tạm không, không có thật. Các cái cõi đó dùng để giáo hóa cho chúng sinh thành Phật. Rồi tất cả mỗi cõi đều có chúng sinh thành Phật hết. Và khi thành Phật thì đi về với cõi Vĩnh Hằng. Gọi là thành Phật thì về với cõi Phật sống. Cái nơi đó thì chúng ta tạm gọi là cái nơi Vĩnh Hằng đây, cõi Vĩnh Hằng đây. Đạo Phật gọi là nhập Niết Bàn, tịch quan chân cảnh vậy đó. Hay là vô dư Niết Bàn vậy đó. Cho nên ông Thượng Đế, ông tạo ra cái vũ trụ bao la rộng lớn siêu 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 bự luôn. Chúng ta không có khám phá đọc kinh Phật như vậy đó. Thấy số lượng mà nó Đức Phật mô tả cái thế giới bao la rộng lớn vô cùng vô cùng luôn. Nhưng mà tôi coi khoa học thì chắc không là gì so với khoa học người ta tìm thấy đâu. Không tìm thấy. Đó là cái đại nguyện thứ hai mà ẩn ở trong đại nguyện đó. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn nói là cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó nó chỉ là cõi giả thôi, cõi tạm thôi ha. Và cái cõi sau này, trái đất này cũng là cái cõi tạm thôi. Mọi người thành Phật thì mọi người đi về với cái cõi Phật hết, cái cõi Vĩnh Hằng hết, chứ không ai ở đây làm chi đâu. Đây chỉ là một nơi giả tạm, giả tạm. Thì bởi vậy, mọi người đừng có ham về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một thời gian cũng phải quay về lên trái đất à. Không ai thành Phật ở nơi sung sướng đâu. Chúng ta thấy mà không ai nên người ở nơi nhà giàu nữa. Nhà giàu mà ăn hưởng thụ không thì làm gì có việc sung sướng, làm gì có việc mà thành đạo được. Ông Phật Thích Ca ngày xưa, ông phải bỏ nhà ông ra đi, phải bỏ cái ngôi vị thái tử thừa kế để đi. Không có ai mà thành Phật ở cái nơi sung sướng đâu. Thí dụ như ở cõi trời chẳng hạn đi, không ai thành Phật ở trên đó, mà người ta phải xuống trái đất này để người ta thành Phật. Cho nên những cái người ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó, thì sau này Đức Phật, Thượng Đế A Di Đà, ngài cũng đưa ai về đó nghỉ ngơi lại sức, rồi ổn định, rồi phải đưa quay trở về lại trái đất để sống, để tiếp tục sống với ông Di Lặc tới thành Phật thì thôi. Chứ về cõi Tây Phương Cực Lạc thành Phật gì đó, điều đó là không có ha. Chúng ta thấy những đứa con nhà giàu thôi, nó có nên người đâu, trừ khi mà nó chịu khó chịu học chứ. Nó biết giá trị đồng tiền của nó, chứ còn tiền của cha mẹ nó thì mãi mãi nó chỉ hưởng thụ thôi, với sự giàu có thôi, chứ chẳng có tài năng gì đâu. Mình không có đủ cái nắm, nhưng mà hầu hết là vậy. Ở đây chúng ta cần phải hiểu một vấn đề là niềm vui. Nó cũng có những cái niềm vui thật, và nó cũng có những niềm vui tạm thời.
tạm thời. Cõi Tây Phương Cực Lạc chính là ở niềm vui tạm thời. Đi về đó là niềm vui tạm thời nghỉ ngơi. Chứ nó không có phải là cái nơi cuối cùng của chúng ta. Không phải. Cho nên chúng ta đừng có mơ, ham gì đó làm chi, khổ, ở lộn. Chơi cho đã, rồi sung sướng cho đã, rồi quay về lại đất. Mình không, mình đã sung sướng quen, bây giờ xuống cái chỗ khổ là mình khổ lắm. Cái gì mà nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột vậy đó. Cho nên đừng vậy đó làm chi. Ở trái đất với lại ông Di Lặc, ông chuẩn bị hiện ra rồi, chuẩn bị tu với ông thành Phật luôn. Về cõi đó làm chi. Mà nó cũng không phải ở hướng Tây đâu nha, báo trước đó. Thì tôi nói cái niềm vui giả và niềm vui tạm chứ, và niềm vui gọi là vĩnh cửu, vĩnh hằng. Nãy giờ nói vĩnh hằng hoài, chắc sau này kiếm vợ tên Hằng quá. Chúng ta tiệc tùng, chúng ta mở tiệc hôm nay, chúng ta vui hôm nay, qua ngày mai lại hết vui. Thì cái đó gọi là tạm phải đúng không? Niềm vui tạm. Chúng ta trúng số độc đắc, chúng ta vui. Chúng ta vui được 6-7 tháng gì đó, rồi niềm vui đó nó cũng hết. Chúng ta mua được miếng đất như ý, vui lắm. Nhưng mà rồi niềm vui đó nó cũng sẽ qua. Chúng ta có vợ, chúng ta có chồng, chúng ta vui. Nhưng mà thời gian cũng, cái niềm vui ban đầu nó giống như không còn. Không có đủ cả nắm nha. Có nhiều cặp là tới già giống như vợ chồng son vậy á, mình không có nói. Thì cho dù son cỡ nào nữa thì cái niềm vui đó nó cũng tạm thời thôi. Nó không có vĩnh cửu, vĩnh viễn được, nó cũng sẽ mất. Giống như cái quỷ lôi phong hằng hồi nãy vậy. Nó nói tới tình nghĩa keo sơn gắn bó của vợ chồng. Nhưng mà khi nhắm mắt xuôi tay, đôi lúc ông đi trước, bà 10 phút thôi cũng cũng là chia ly rồi. Có những chuyện chúng ta rất là vui, chúng ta đi du lịch đó, chúng ta vui đó, nhưng mà khi về thì niềm vui đó nó đã qua. Có chăng đi nữa thì cũng là chỉ những dư âm thôi, dư âm mà thôi. Còn sót lại những cái vật lưu niệm và những hình ảnh, clip. Khi tôi nói thì mọi người nên nhìn lại, quán chiếu lại. Có đúng hay không? Ngày xưa thì chúng ta đi học. Chúng ta được điểm 10, chúng ta mừng lắm. Mừng. Một bữa, hai bữa quên mất tiêu. Cho đến khi chúng ta tốt nghiệp đại học, gọi là thi vô được đại học, chúng ta mừng lắm. Nhưng mà khi đi vô học thấy nó bình thường. Rồi khi tốt nghiệp được, chúng ta mừng lắm. Nhưng mà cũng bình thường. Rồi bắt đầu khi chúng ta đi làm, ngày đầu tiên đi làm, chúng ta vui lắm. Tại lần đầu tiên có tiền, kiếm tiền. Rồi sau đó là nhận cái đồng lương đầu tiên cũng mừng lắm. Nhưng mà từ từ nó cũng phôi phai hết. Những niềm vui đó chỉ là tạm thời, giả tạm thôi. Không những niềm vui đó mà niềm đau nó cũng giả tạm. Sân si, sân hận cũng giả tạm hết. Tạm. Giả đây không phải là đồ không thật nha. Nhưng mà mình đang xài mà nó giả sao được. Gọi là tạm. Giả tạm, chúng ta gọi là giả tạm, nói chung cái từ chung là giả tạm. Chúng ta lên mạng chúng ta cãi nhau, chúng ta ra chợ chúng ta cãi nhau, chúng ta cãi nhau thì bữa nay thì ghê gớm lắm, cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, đánh nhau nữa cũng ghê gớm lắm. Nhưng mà trải qua một thời gian ngắn thì mình thấy nó là về quá khứ rồi, nó tục về quá khứ, nó không còn gì dư âm so với ngày hôm nay nữa. Thì rõ ràng cái sự tức giận đó, cái niềm đau đó, nó liệm dần và nó mất đi. Thì nó cũng giả tạm đó. Thù hận cũng là giả tạm đó.
Tại sao? Cho dù anh thù tới già, anh tới chết đi nữa thì anh đi, khi đi, anh đi đầu thai thì cái hận nó đâu còn nữa, biến mất tiêu. Anh không còn nhớ gì nữa, có chăng là nó nằm trong A Lại gia thức của anh. Anh nhớ miên man vậy thôi. Nó cũng giả tạm. Bây giờ mình đang nói cái niềm vui, những niềm vui giả tạm. Mọi người có thể lấy ví dụ rất là nhiều. Chúng ta lúc đầu chúng ta chưa có tiền, chúng ta nghèo khó, chúng ta ao ước được có được một ngôi nhà. Chúng ta lo, chúng ta gom góp, chúng ta sắm được một ngôi nhà, cất được một ngôi nhà. Mừng ghê gớm. Cất được ngôi nhà mà dọn về sao khó ngủ quá, đổ thừa chỗ lạ. Mừng quá khó ngủ chứ lạ gì. Đi tới đi lui bật điện lên ngắm nhà. Nhưng mà cũng được bao nhiêu ngày tháng đâu. Rồi cũng hết. Rồi có nhà rồi mới ao ước được có xe. Mới mua chiếc xe về, chia máy về. Một ngày chùi trà nó không biết nhiêu lần nữa. Lao nó không biết nhiêu lần nữa. Rồi sau này cũng phôi phai. Rồi ao ước được chiếc xe con, xe bốn bánh. À, mình chưa có ha. Ao ước được một xe con bốn bánh. Thì mới mua về thì cũng vậy. Cũng chùi rửa này kia rồi. Ngắm nghía đi tới đi lui rờ. Nó là công sức lao động của mình mà. Nhưng mà sao? Rồi cũng phôi phai cả. Tất cả đều phôi phai hết mọi người. Nó không có... Chúng ta không có... Nó tự động nó đi. Nó đi trong đầu ta. Ta không còn vui nữa. Chúng ta cần cái mới. Chúng ta cần những cái... nhiều hơn. Con người mà. Chúng ta nghèo. Giờ chúng ta muốn thành tỷ phú. Nhưng mà khi chúng ta đã thành tỷ phú rồi á, thì chúng ta thấy nó cũng bình thường. Cũng bình thường. Trừ mấy người mà tham lam nha. Còn mấy người mà có tu á, có tiền giống như là, mấy người giống như là thuộc dạng như có tu á. Mình không nói gọi là thánh thần gì hết á. Mình nói những người đã có tu từ kiếp trước á. Tiền họ nhiều cỡ nào mà kệ họ. Họ cảm thấy no đủ, ăn chắc vậy thôi à. Chứ họ không có thương tiền. Họ không thương tiền. Họ sẵn sàng họ cho. Bố thấy. Thì tôi muốn nói dài dòng cho mọi người, nãy giờ cho mọi người ngẫm nghĩ lại. Cái niềm vui nào nó cũng giả tạm hết. Nó không có tồn tại mãi mãi. Niềm đau cũng thế. Mình đang nói niềm vui. Đang nói về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ông Phật ẩn trong cái quyển Lôi Phong Hằng, cái quyển thứ 32. Cái quyển đó nó nói, cho dù tình cảm keo sơn gắn bó cỡ nào đi nữa thì trong nội tại bên trong nó thì nó cũng không bền vững. Và có xu hướng là nó sẽ tan vỡ, tan rã. Cho nên chúng ta hiểu thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu như vậy, một cách thù thắng như thế. Thì sao? Nhưng mà nó cũng sao? Nó cũng là cõi tạm thôi. Cõi tạm. Đừng nghĩ này đó là cái nơi cuối cùng của chúng ta về. Mọi người xưa nay lầm tưởng. Đừng có lầm tưởng như thế. Những người tu theo tịnh độ, suy nghĩ không có sâu sắc được. Cứ tưởng về đó là hay. Không có sâu sắc được đâu. Tôi nói ra ai chửi thì chửi. Nhiệm vụ của mình thì nói ha. Tại mình nói từ trong cái bí mật Đà La Ni mà ra. Chứ mình không có đưa cái tư tưởng, cái suy nghĩ riêng tư của mình vào. Không có. Cho nên ai không hiểu thì cũng đừng trách, đừng nói tôi ha. Cái đó là phạm. Cái đó làm kinh Phật à. Kinh Phật chảy máu ha, tội ha. Đừng nên. Rồi, và tất cả chúng ta phải hiểu, tất cả chỉ là phương tiện của Thượng Đế tạo ra để cho chúng ta trải nghiệm và nghỉ ngơi.
để cho chúng ta thành Phật thôi. Chứ không tất cả đều chỉ là mượn. Đức Phật mượn từ cái không. Từ cái không. Từ cái không có, Đức Phật mượn từ cái không mà hiện ra thành thứ này thứ kia. Rồi cho chúng ta vào những cái thứ đó, vào những cái thế giới mà Đức Phật hiện ra như thế, hóa hiện ra như thế, để trải nghiệm. Sau khi chúng ta trải nghiệm xong rồi thì chúng ta thành Phật, chúng ta quay trở về với cái nơi mình đã đi. Cái nơi gọi là cái nơi hàng sống á. Khi xưa mình đi thì mình có chút xíu gì thôi, mình chỉ là những Phật tính, Phật thể nhỏ vậy đó. Giờ khi mà mình về thì với một thân Phật chính. Nhưng mà cũng nói với mọi người rằng là gì? Khi chúng ta đi á, ai cũng có hai thân hết nha. Cái Phật tính của chúng ta nó có giống như nó đi thì nó phân ra làm hai, nó đi, một thân nó đi còn một thân nó ở chỗ cõi Phật á. Khi chúng ta về thì hai thân nó nhập làm một, thì mà cái thân đó nó cũng là một cái chấm thôi, giống như là cái cũng khó giải thích ha. Giống như ở đó để cho có mặt, để dành chỗ thôi. Và khi mà chúng ta về, chúng ta thành Phật, chúng ta về thì chúng ta hợp thể chung với nó. Thì lúc đó thì giống như là chúng ta nhập hộ khẩu vậy, trở về, thông báo trở về vậy. Cái đó cao siêu quá thì giải thích không được đâu. Mà đại khái nó vậy, giống như là cái chúng ta thấy cái nhiều cái chương trình internet này, nó có cái máy chủ ở nước Mỹ chẳng hạn đi, ví dụ như YouTube này, chúng ta mở lên chúng ta có thể đăng cá nhân riêng tư vậy, nhưng mà cái máy chủ nó ở bên Mỹ, có nghĩa là hộ khẩu của chúng ta bên Mỹ hay là Facebook cũng vậy. Mặc dù Facebook ở đây là mình, tài khoản của mình này kia ai cũng có riêng một cái hết á, nhưng mà sao cái máy chủ nằm ở bên Mỹ. Thì cái thân của chúng sanh của chúng ta cũng có thể tưởng tượng như vậy. Chúng ta có thể ở khắp nơi, chúng ta hoạt động đầy đủ hết, đủ thứ đó, nhưng mà không có gì mà qua mắt được cái máy chủ bên đó. Máy chủ nó biết hết. Cho nên chúng ta là người ở thế gian, chúng ta làm đủ thứ trò hết á. Đủ thứ trò hết á. Mà không sao, không tài nào qua mắt nổi được Thượng Đế. Múa mây cỡ nào đi. Cho nên ở trong câu chuyện của Tôn Ngộ Không á, Phật Tổ không đưa tay ra. Bay hoài bay miết đâu có ra khỏi tay Phật Tổ được. Đã gì còn tiện tay Phật Tổ nữa. Đó là cái ngụ ngôn á. Có nghĩa là cái câu chuyện đó của Tây Du Ký á, cũng do ông Thượng Đế ông sắp đặt cho ông Ngô Thừa Ân ở Đời Minh ông viết ra thôi. Đời Minh bên Trung Quốc ông viết ra thôi. Thì ý nói là gì? Mọi thứ đều do ông Phật sắp đặt hết. Bàn tay có nghĩa là setting, có nghĩa là cài đặt. Có nghĩa là ông Phật ông nói tất cả là do ta cài đặt hết á, do ta sắp đặt hết á. Ngỗ nghịch như con khỉ kia cũng không có vượt qua khỏi tay của ta. Cho nên chúng sanh cái tánh như con khỉ nhảy tới nhảy lui. Rồi cái hình tượng mà ông Từ Thiên, cái phiên bản năm 1986 nha, cái phiên bản hay nhất á, là cái phiên bản đó là ông Thượng Đế ông sắp đặt cái diễn viên đó, chắc chắn luôn. Thì ông Từ Thiên ông bay tới tưởng như là ông thi với Phật Tổ mà, ông bay tới nơi đó ông thấy năm cây cột, ông làm như là ông nói đây là cái nơi cùng trời tận đất rồi, tận cùng vũ trụ rồi. Ông thấy ba cái cột đó, ông đánh dấu bằng cách gì, ông tè lên cái ngón tay giữa hay ngón tay nào á, lúc đó nó biến thành năm ngọn núi, ông tè nó. Thì giống như là hình ảnh đó nó nói rằng là gì, chúng sinh của chúng ta cũng vậy, cứ không hiểu chuyện vẫn nằm ở trong vòng tay của Thượng Đế, không hiểu chuyện
đôi lúc không tin có Thượng Đế rồi. Rồi sỉ vả Thượng Đế. Không tin. Rồi không tin Thượng Đế không? Giống như ông Tề Thiên, ông Tề vô. Không hiểu ông Phật Thích Ca Mâu Ni là ai, quyền năng cỡ nào, tiện tay ổng chơi vậy. Thì chúng sinh ngày nay cũng vậy. Có nhiều người không hiểu. Không hiểu. Năm cây cột đó giống như là năm cây cột đó hình ảnh của Ngũ Chi ấy. Thần Phật thần nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo, nó giống như là năm cái chi nhánh đó vậy. Thì chúng sanh chúng ta có tu hay không tu, theo môn phái nào thì giáo nào thì nó cũng nằm trong nhánh đó. Chúng ta tu theo, chúng ta thấp nhất là nhân đạo. Nhân đạo thì ông Khổng Tử ông làm giáo chủ đó, ha. Chúng ta theo nhân đạo thì chúng ta cũng thì cũng nằm trong cái chi này. Không tu, không theo tôn giáo nào hết á, nhưng mà chúng ta luôn luôn muốn làm người tốt thì chúng ta theo nhân đạo. Thì đâu có né khỏi cái năm bàn tay của ông Phật Tổ đâu. Chúng ta tu theo thần đạo. Chúng những người tu thần chú này kia, sau này họ thành thần hết, chứ không phải thành Phật đâu. Tu theo thần chú thì sẽ thành thần. À, thì đó là thần đạo. Thì đâu có lọt ra khỏi cái một trong năm cái chi này đâu. Rồi những người tu theo đạo lão, tu tiên cũng đâu có lọt ra được. Là tu Phật hay là tu thánh theo ông Giê-xu cũng vậy thôi. Cũng không có tài nào mà thoát khỏi năm cái bàn tay của ông Phật Tổ. Sao mình nói lan bang qua đây ha. Đó thì mọi thứ là do ông Phật Tổ sắp đặt hết và nằm trong cái ngũ chi. Ai không biết rồi qua đạo Cao Đài tìm hiểu ấy. Cho uống miếng nước à. Cho nên tôi nói cái niềm vui giả tạm, chúng ta mượn tạm những cái niềm vui đó để cho chúng ta sống qua ngày, để làm cái lễ sống. Những người sống mà không biết vui là gì hết á. Có những người sống mà không biết vui là gì hết. Tại vì mình còn bị ông trời thử thách. Cho nên là gì? Tâm lý lúc nào cũng muốn có một niềm vui nào đó để cho lấy lại năng lượng cuộc sống, để có niềm tin. Nhưng mà sự nghiệp cũng không ra ôm gì hết. Thí dụ như tôi nè. Tôi nó không ai hết. Bị đầy đọa từ nhỏ đến lớn luôn. Sự nghiệp thì không có ra gì hết á. Bị thiên hạ khinh thường. Bị người nhà thì không khinh, người ngoài khinh. Khinh thường. Rồi tình duyên cũng vậy. Bị ông trời ông phá hết. Mình cũng là một người bình thường. Cũng có mưu cầu hạnh phúc như ai vậy. Cũng bị phá. Sự nghiệp cũng bị phá. Rồi mà lớn tuổi rồi. Mọi người biết lớn tuổi rồi. Thì lúc đó mình là người có trách nhiệm. Thì mình cần phải làm cho nhanh. Mà tôi nói mình không phải là người ngu nha. Tôi làm gì cũng được hết, cũng hay hết, mà bị phá hết. Cho nên mình đâm ra mình lo. Và không có thấy có niềm vui gì hết á. Thì mình phải đi coi thầy. Đi coi thầy này, coi thầy kia, coi thầy nọ. Rồi mấy thầy đó phán sắp tới là như vậy. À mừng quá vậy. Mình cũng hy vọng tới tháng đó mình sẽ gặp được công việc tốt, hay là mình sẽ gặp được tình duyên của mình. Tình duyên thì hình như không có sao. Có không ta? Nhưng mà về công việc á, tại tôi có quan niệm mình có tiền có tất cả à. Ngày xưa quan niệm trên trời dữ. Rồi xong là tới khi mình đã có niềm vui rồi thì mình cứ sống thoải mái, sống tự nhiên, sống thoải mái. Có nghĩa là cái tâm của con người là muốn có chỗ để dựa dẫm, có muốn có niềm vui để dựa dẫm, muốn có sự an toàn để dựa dẫm. Nhưng mà khi mất cái sự dựa dẫm, mất cái chỗ để cho mình dựa rồi thì chơi vơi lắm.
chơi vơi lắm. Cái chỗ dự dẫm đó chính là niềm vui của tương lai, cái sự chắc chắn của tương lai. Hay là dự dẫm vào tình cảm của gia đình, dự dẫm vào, nói chung có sự dự dẫm. Mà chúng ta dựa không được ai hết thì chúng ta sẽ khổ thôi. Cho nên cái tâm con người lúc nào nó cũng cần một cái niềm vui và sự an toàn, an tâm để cho nó dựa vào. Nhưng mà những cái thứ đó hầu như là nó không có thật, nó không có thật đâu. Nó có tạm thời đó rồi nó cũng biến mất. Nãy như nãy giờ nói á. Ví dụ mình dựa vào cái niềm vui nào đó thì nó cũng biến mất thôi. Mình dựa vào sự nghiệp thì sau này á, mặc dù nó có mình tới già nữa, đôi khi mình đi mình cũng đâu có đem gì theo đâu. Mình dựa vào cái gì đâu. Không có. Tất cả là mượn tạm để trải nghiệm thôi. Cho nên tất cả những cái niềm vui nó chỉ là giả tạm. Chúng ta đừng có đau khổ gì nó quá, đừng có luyến tiếc gì nó quá. Chúng ta phải nương nhờ vào nó chỉ là phương tiện để cho chúng ta rèn luyện thôi. Để cho có một cái sức sống thôi. Còn những niềm đau cũng vậy. Nếu ai có những niềm đau thì nó cũng sẽ qua thôi. Thời gian nó hay lắm. Rồi nói tới một cái... Nói tới ông A-di-đà là ông Thượng Đế nữa. Trong cái một cái đại nguyện thứ bao nhiêu của ông A-di-đà quên mất tiêu rồi. Ông nói rằng là gì? Con nguyện thành Phật. Con nguyện khi con thành Phật thì tất cả các cõi nước Phật mười phương đều phải xưng tán danh hiệu con. Đều phải xưng tán cái cõi nước đẹp đẽ của con. Chỉ có ổng là Thượng Đế thì người ta mới xưng tán ổng thôi, chứ mắc mơ xưng tán ổng. Chúng ta phải hiểu như đó. Nãy tôi nói cái niềm vui mà tạm thời, chúng ta mượn chúng ta sống. Và chúng ta biết rằng nó không có vững, nó không bền vững. Giống như quẻ lôi phong hằng vậy. Thấy bền vững bên ngoài nhưng thật sự nó không bền vững. Cái gì thì nó cũng tan biến thôi. Vạn pháp do duyên sinh, nhưng mà vạn pháp cũng phải tùy duyên, duyên mà nó diệt đi. Thì niềm vui đó nó giả, nó sẽ diệt ngay. Nó không tồn tại mãi mãi. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó để cho chúng ta không có nặng nề vì nó nữa. Để cho chúng ta có một niềm vui an lạc từ từ, từ từ, từ từ. Cái sự mà chấp nhận, cái sự hiểu biết, cái sự mà liễu nghĩa, hiểu hết, thì nó đem đến cho chúng ta cái sự an lạc. Chúng ta hiểu rõ về thế giới. Chúng ta hiểu rõ về cái thực tướng của những cái niềm vui đó. Của cái sự có của chúng ta đó. Chúng ta hiểu được. Nó thế nào nó cũng mất. Và chúng ta tạm thời chúng ta nương vào nó thôi. Chứ không có cố giữ. Thì chúng ta sẽ được an vui. An vui. Không còn khổ đau vì nó nữa. Thì rồi bắt đầu chúng ta phải hiểu thêm những cái cảnh giới này, cảnh giới kia. Tại sao chúng ta có mặt trên thế gian này? Để giờ chúng ta rèn luyện cái gì? Và chúng ta nên luôn luôn có một suy nghĩ rằng là cha trời mẹ đất tạo chúng ta ra. Để cho chúng ta rèn luyện và chúng ta thành Phật. Để chúng ta trở về với cái cõi vĩnh hằng. Tức là cái cõi Phật. Ở bên đạo Thiên Chúa giáo, các đạo khác thì nói cái cõi đó là khác. Nhưng mà bên cõi Phật, bên đạo Phật thì gọi là cõi Phật. Nhưng mà không biết nó tên gọi là gì hết. Chúng ta tạm gọi là cõi Phật đây. Chúng ta luôn luôn nghĩ như vậy. Có cha có mẹ luôn luôn bên cạnh chúng ta. Có chư Phật, chư Thánh, chư Thần. Nếu như các đạo khác ha. Có chư Phật, có Thánh, có Thần. Luôn luôn giúp đỡ cho ta. Để cho chúng ta trải nghiệm đủ sáu nẻo luân hồi. Một cách hợp lý nhất và gọn gàng nhất. Không có lê thê nhất. Rồi đổi cho chúng ta thành Phật.
chúng ta để cho chúng ta trở về cõi Phật. Chúng ta phải có một niềm tin vào cha mẹ, những bậc tạo ra chúng ta. Chúng ta phải có niềm tin đó, tuyệt đối. Thì lòng chúng ta sẽ vui, vui một cách từ từ. Chúng ta có niềm tin chúng ta sẽ thành Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni chính là Thượng Đế. Ngài nói rằng là gì? Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành. Câu này tôi nhắc hoài ta. Chúng ta là Phật sẽ thành. Ủa, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đó mà là một lời thọ ký của Đức Phật. Thọ ký là thị có. Thị là gì? Thị là gần gũi. Thị là gần. Là sắp có rồi đó. Sắp có cái chuyện đó rồi. Cho nên khi ông Di Lặc ông ra đời là ông độ từ 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 cho thành Phật hết. Ngày qua tôi có giảng rồi hả? Mọi người xem lại. Bởi vậy những cái niềm vui nó chúng ta mượn giả tạm nó thì chúng ta cứ mượn thoải mái, nhưng mà đừng có nặng nề về nó nữa. Đừng có nặng nề. Và chúng ta có một niềm vui vĩnh cửu, đó là được cha mẹ lúc nào cũng theo dõi giúp đỡ cho ta hết ha. Tôi nói đây thì những người hữu duyên mới hiểu thôi. Còn còn một chỗ nữa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cái phẩm trong cái kinh Vô Lượng Thọ đó, thì cái đoạn cuối á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói rằng là gì? Sau này khi mà cái pháp của ta đã diệt rồi đó, thì ta sẽ để lại cái kinh này 100 năm nữa. Có ý đồ của ông. 100 năm nữa. Thì chúng ta biết rằng là gì? Nhận 33, mãi quánh 33 nha bà con. Chúng ta biết rằng là gì hả? Chúng ta biết rằng là ông Vua Bảo Đại, chúng ta biết ông Vua Bảo Đại không? Ông Vua Bảo Đại nói thiệt mọi người là ông chính là ông thiên lôi đầu thai xuống. Cái ông đó ông đụng số 13 không à. Ông hay vậy. Ông trời sắp đặt mỗi người một vai ha. Chúng ta đừng có đánh giá cái bậc tiền nhân như thế. Đừng có vì chính trị mà chúng ta nói này nói nọ. Ông có vai trò. Ông Chủ tịch Hồ Chí Minh ông cũng tôn trọng ông Bảo Đại chứ. Và ông Bảo Đại sau này trong những hồi ký cũng tôn trọng của Hồ Chủ tịch. Thì Thượng Đế giao cho mỗi người mỗi vai mà. Chúng ta đừng có lấy cái suy nghĩ của phàm nhân mà chúng ta nhìn cái nhân vật lịch sử như thế. Thế ông ăn chơi này kia. Ông là thiên lôi mà. Ông phải vậy thôi. Bảo Đại. Tên của ông là Vĩnh Thụy đúng không? Thụy. Mà Thụy là giấc ngủ. Giấc ngủ. Vĩnh là Vĩnh Hằng. Giấc ngủ Vĩnh Hằng. Tất nhiên là gì? Giống như đại diện cho cái Phật Pháp nó tiêu biến đi. Nó đã hết rồi. Gọi là Pháp Diệt á. Mà ông lên, ông tên là Vĩnh Thụy mà ông lên làm vua, ông lấy cái niên hiệu là Bảo Đại nó hay chứ. Bảo Đại là bãi đạo. Bãi đạo. Đạo Phật. Bãi bỏ. Tất nhiên là nó hết giá trị của nó rồi. Khi ông lên làm vua hình như năm 1926 hay sao? Sinh năm 1913 là vua thứ 13. Là vua thứ 13, sinh năm 1913 lên ngôi năm 13 tuổi. Làm vua hình như được 13 năm hay sao. Tính thời gian chính. Hay vậy. Không biết có 13 bà vợ hay không cũng không biết nữa. Mà hình như 13 đứa con hả? Nhưng mà khi mà ông mất xong á, là khi mà hạ quyệt xuống á, khi mà hạ quyệt xuống á, thì trời mưa tầm tã, nó đầy cái quyệt hết, nó đầy cái huyệt hết. Thì người ta mới lật đật, người ta hút nước ra để thả, để đưa ông xuống dưới đó cho đúng giờ.
Thì khi người ta hút nước lên đàng hoàng hết thì lúc đó đồng hồ điểm đúng 13 giờ. Chỉ biết vậy thôi, 13 giờ. Thì chúng ta biết là những cái tên ổng là cái giấc ngủ ngàn thu là Vĩnh Vĩnh Thụy. Rồi. Bảo Đại là bãi đạo, bãi bỏ cái đạo Phật đi. Chúng ta biết. Cho nên là gì? À, ông Phật, ông nói là gì? Ta để cái kinh này lại 100 năm. Tức là chúng ta phải tính cái lúc mà đạo Phật nó tính cái lúc mà khi ông Bảo Đại ông được sinh ra này nha, là năm 1953, hoặc là khi ông lên ngôi vua năm 1926 hay sao, đại khái là gì không, rồi cái năm 13 năm sau, bao nhiêu năm sau ha, ông trào lại ấn kiếm cho cách mạng là không còn làm vua nữa. Thì ba mốc thời gian đó, thì nếu chúng ta lấy cái mốc thời gian của ông vua Bảo Đại, ông được sinh ra năm 1913, thì chúng ta lấy mốc đó thì chúng ta tính tới năm 2013, hình như đủ 100 năm, thì nó phải diễn ra cái việc gì đó. Thí dụ vậy. Còn nếu nó không xảy ra thì chúng ta lấy cái năm ông lên ngôi là bãi đạo ha, năm 1926 ha, đến năm 2026 không biết có chuyện gì không. Còn nếu như không có gì nữa thì chúng ta tính tới năm 2045. Chẳng hiểu ông Phật Thích Ca Mâu Ni ông nói chuyện đó nữa. Ông nói để lại 100 năm. À, gì hả? À, hiểu rồi. Đại khái là gì nè. Nãy giờ tôi nói mò mò vậy thôi. Nhưng mà tôi mới nghe gì nè. Là sau khi ông Bảo Đại ổng cách cái lúc ông Bảo Đại ổng được sinh ra. Ông được sinh ra. Thì cái kinh cách đó 100 năm sau thì cái kinh Phổ Môn này nó sẽ được giải mã. 100 năm thì chúng ta phải lấy sơ dịch. Phải lấy sơ dịch từ năm 1913 đến năm 1926. Không biết phải năm 26 hay không. Thì năm giữa năm ổng sinh ra và năm ổng lên ngôi. Từ cái tên Vĩnh Thụy cho đến cái tên Bảo Đại nó hiện ra. Thì 13 năm đó. Thì có thể là từ năm 1913 đến năm 1926 thì cái kinh từ năm 2013. Có nghĩa là cách 100 năm vào cái thời Bảo Đại. Có nghĩa từ năm 2013 cho đến 2026. Trong giữa thời gian này thì cái kinh Phổ Môn, cái kinh Vô Lượng Thọ này nó sẽ được giải. Đúng rồi. Tu giải nè. Năm này ngao 2021. Thì nó nằm giữa 2013 và năm 2026 là nằm giữa. Mà chúng ta chọn gì thì ông Phật Thích Ca Mâu Ni chắc ông nói cái năm này được giải. Chắc chắn luôn, đúng rồi, chắc chắn là cái năm này là cái kinh được giải. Khoảng năm trong vòng 13 năm. Chứ năm 13 2013 đến năm 2026 thì cái đoạn giữa đó, chúng ta biết đoạn giữa đó thì kinh sẽ được giải. Bình thường thì mình tôi giải đôi lúc tôi chuẩn bị bài không có kỹ. Đôi lúc nó ồn ào quá, chuẩn bị bài không kỹ. Nhưng mà khi mà yên ắng rồi thì tự động nó hiện ra, khi mà giảng thì nó hiện ra. Mọi người thông cảm ha. Thì đó là ý nghĩa của cái kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta biết là Vô Lượng Thọ nha. Cái chữ đó cũng Đà La Ni đó. Kinh Vô Lượng Thọ. Cái chữ lượng á, chúng ta bỏ đi.
bỏ dấu nặng này, chúng ta thêm dấu quyền vô, là vô lường. Thọ là nhận, nhận lấy, chứ không phải tuổi thọ nha. Thọ là thụ, là nhận lấy. Chúng ta hiểu như vậy ha. Cứ nghĩ là vô lường thọ. Thọ hay thụ gì cũng vậy ha. Chúng ta lấy đó ha. Thì có nghĩa là hàm ý cái đó là mình nhận được cái sự bất ngờ của Thượng Đế một cách vô lường. Con người lường không được, không có suy nghĩ, không có suy nghĩ ra hết được. Kinh Phật thì nói thì rất là lâu ông Di Lặc ông mới ra đời, còn lâu lâu cả mấy trăm ngàn năm nữa, cả triệu năm, 10 triệu năm nữa thì ông Di Lặc mới ra đời. Nhưng mà cái này là vô lường. Cái kinh Vô Lượng Thọ này có ông Di Lặc mới ngày qua tôi giảng kinh, ngày qua tôi giảng cái bài Vô Lượng Thọ ha. Bây giờ tôi giảng tiếp theo nè. Thì có ông Di Lặc cũng đó. Thì kinh Vô Lượng Thọ nghĩa là không có lường được cái sự mà cái việc mà Thượng Đế cho chúng ta. Thượng Đế cho chúng ta cái việc mà ông Di Lặc ông xuất hiện sớm. Chúng ta lường không được cái chuyện này. Không lường được cái chuyện này. Những người theo đạo Phật cứ nghĩ là mấy trăm ngàn năm nữa. Nhưng mà bên bên đạo hệ Kitô giáo thì họ nói ông Chúa Giêsu ông ra đời nhưng mà cũng chẳng biết là hai ông là một. Bởi vì ông Phật ông ngộ lắm, ông cho biết người ý giống như thầy bói mù xem voi á. Năm ông thầy bói mù mà xem voi mù không biết gì hết, rờ người rờ cái chân thì nói ông voi giống như cái cục đình. Người rờ cái giòi thì nói giống như cái ông rắn hả. Người thì rờ cái tay nói giống như cái quẹt mo. Ông thì rờ cái đuôi nói giống gì vậy? Cái phất trần hả. Nhưng mà còn phải ghép lại, mấy ông đó phải ghép lại hình tượng lại, ghép lại xong mình tất cả mới thấy được con voi, con voi. Chứ mỗi ông nói mỗi nẻo đâu được. Đó, vô lượng thọ là gì? Vô lượng là vô lường, không có lường trước được. Chúng ta nhận những cái điều bất ngờ từ Đức Phật, từ Đức Thượng Đế mà chúng ta lường không được, không có tính trước được, không có biết được, không biết trước. Nhưng mà cái đó là chỉ dành cho những cái người mà theo theo đạo Phật truyền thống thôi. Còn bên Phật giáo Hòa Hảo người ta biết hết rồi. Thậm chí bên đạo Cao Đài người ta cũng biết hết rồi. Chỉ có những người bên đạo truyền thống, đạo Phật truyền thống thì họ không nghĩ tới. Ông Phật ông giấu. Thì ngày nay thì tôi đã giảng, đã giải ra hết. Nhưng mà chắc chưa đủ duyên. Cho nên chỉ có những người mà đủ duyên với tôi thì mới hiểu thôi. Mới biết. Còn những người kia còn bướng quá, còn cố chấp quá chắc không có chịu tin tưởng. Không biết. Khi mà tôi giảng Đà La Ni thì cũng chẳng ai tin. Ơi thôi, đêm đã dần trôi, có phải đây là giờ ta đi ngủ. Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Đó chính là cái kinh Vô Lượng Thọ.